Xin chào quý bà con, nay em giới thiệu cho quý bà con mình một loại thuốc trừ bệnh, Zidonil 72WP, phổ tác dụng rộng với tác động tiếp xúc, nên phòng trị nhiều loại nấm bệnh, làm ức chế nhanh nguồn bệnh giúp cây khỏe, mượt lá, tăng năng suất và phẩm chất, chuyên trừ các loại bệnh như thán thư, đốm lá, vàng lá, xương mai, phần trắng, hiệu lực cao, ổn định và kéo dài, không gây hiện tượng kháng thuốc của nấm bệnh, ít gây ảnh hưởng đến cây trồng và an toàn cho môi trường, quý bà con nên phun khi tỷ lệ bệnh khoảng 5%. Thời gian cách ly 7 ngày sau phun, Vậy nên quý bà con hãy nhanh tay đặt hàng qua số hotline 0898 038 348 hoặc truy cập website để được mua hàng chính hãng nhé.